khởi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào tháng 4 năm 2025. Sở Giao thông Vận tải, Giao thông Vận tải, thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình triển khai dự án cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn kết nối công viên Bến Bạch Đằng, quận 1 với công viên bờ sông khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thủ Đức. Theo đó, cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn có thiết kế kiến trúc mang hình tượng lá dừa nước, bố trí thác nước tuần hoàn, chiếu sáng mỹ thuật, đây là một trong năm cây cầu được quy hoạch kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu vực xung quanh và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ chi phí gần 1.000 tỷ đồng mà không kèm điều kiện. Hiện công ty đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án và được thẩm tra bởi công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng đại học giao thông vận tải. Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn có phương án thiết kế kiến trúc đã được Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương, Ủy ban Nhân dân thành phố. Hồ Chí Minh phê duyệt kết quả tuyển chọn vào tháng 10 năm 2023. Về quy mô, cầu đi bộ có chiều dài khoảng 261 m nhịp chính là vòm treo dây văng dài khoảng 187 m dầm bằng thép. Mặt cắt ngang của cầu chính có chiều rộng thay đổi 7 11 m Thành phố, Hồ Chí Minh kỳ vọng dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ trở thành biểu tượng mới của thành phố. Hồ Chí Minh trong thời gian tới dự kiến khởi công vào tháng 4 năm 2025 và hoàn thành vào năm 2027. Quý 3 năm 2024 sẽ lập, thẩm định, đề xuất dự án, chấp thuận chủ trương đầu tư. Quý 4 năm 2024 sẽ lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Cầu đi bộ sau khi hoàn thành có thể là một trong những biểu trưng mới của thành phố Hồ Chí Minh, là nơi phục vụ cho người dân thành phố cũng như du khách khi đến tham quan du lịch, cung cấp hoạt động trải nghiệm không gian ngắm cảnh, tiện nghi đô thị.